Những ngày qua, trên mạng xuất hiện nhiều thông tin về việc đồi cỏ hồng ở huyện Đơn Dương và một phần phường 7 thành phố Đà Lạt bị đào trộm. Trong khi ngày tổ chức lễ hội cỏ hồng đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 11 tới, nên điều này đang gây nhiều hiểu lầm, ảnh hưởng đến sự kiện đặc biệt này. Hôm nay, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Vũ Hoàng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Lâm Đồng cho biết thông tin trên là thất thiệt. Mặc dù nhiều năm qua thường xuyên có nạn đào trộm cỏ hồng, nhưng khu vực tổ chức đã được đảm bảo an toàn. Theo ghi nhận, nơi bị đào trộm đã chuyển sang khu vực đồi chuồng ngựa, cây thông cô đơn, xã Lát, huyện Đơn Dương. Đây không phải là khu vực tổ chức ngày hội. Ông Sử Thanh Hoài, Phó Chủ tịch huyện Lạc Dương cho biết thường xuyên cắt cử lực lượng để kịp thời ngăn chặn. Thời gian tới, để tránh tái diễn, địa phương có chỉ đạo phải xử lý quyết liệt các đối tượng đào trộm cỏ để bán.